Những ngày này, mặc dù rét đậm rét hại kéo dài, nhưng tại các thủ phủ trồng cây đào phai nổi tiếng ở huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người dân đang tất bật chăm sóc, tuốt lá, tỉa cành để chuẩn bị xuất bán phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Có mặt tại xã Cổ Đạm, nằm gần dưới núi Hồng Lĩnh, đây là địa phương trồng cây đào phai cảnh lớn nhất ở huyện Nghi Xuân, người dân đang vào cao điểm chăm sóc đào phai cuối cùng. Anh Nguyễn Ngọc Ký, 54 tuổi, thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm cho biết, gia đình trồng cây đào phai cảnh từ 7 năm nay, hiện toàn bộ khu vườn có khoảng 500 gốc, riêng vụ Tết năm nay sẽ xuất bán trên 100 gốc, dự kiến giá mỗi gốc từ 500.000 đồng đến khoảng 3 triệu đồng. Gia đình rất phấn khởi và kỳ vọng vào vụ đào năm nay sẽ mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng để được đón Tết sung túc, đầm ấm hơn. Đào phai chủ yếu được tiêu thụ ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo anh Nguyễn Ngọc Ký, năm nay thời tiết thuận lợi nên đào phát triển tốt, tạo dáng đẹp, các cành bắt đầu bật nụ nhiều. Cách đó khoảng 150 mét, vợ chồng ông Trương Văn Tấn, 60 tuổi, cũng đang tỉ mỉ chăm sóc hơn 10 sào cây đào phai với khoảng 900 gốc các loại. Ông Tấn chia sẻ, gia đình sẽ bán ra khoảng 700 gốc đào phai, giá bán bình quân mỗi gốc dự kiến từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đạm cho biết, toàn xã có khoảng 130 hộ dân trồng trên 15 hectare cây đào phai, tập trung ở thôn Xuân Sơn, Kẻ Lạc, mỗi mùa Tết thu gần 3 tỷ đồng. Nhờ trồng đào phai đã giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, địa phương cũng phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc đào đạt chất lượng cho các hộ dân, từng bước xây dựng thương hiệu hoa đào của xã Cổ Đạm. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà và xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cũng đang dồn sức cho công đoạn cuối để đào bung nụ đúng dịp Tết Nguyên Đán. Đào ở đây chủ yếu được tiêu thụ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, toàn xã có khoảng 350 hộ dân trồng cây với diện tích khoảng 20-25 hectare, tập trung ở thôn Hưng Thắng và Hưng Trung. Thu nhập từ trồng đào của toàn xã ước đạt hơn 10 tỷ đồng. Còn ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà cho biết, hiện toàn xã có khoảng 400 hộ dân trồng cây đào phai, mang lại thu nhập kinh tế với diện tích hơn 100 hectare. Ước tính thu nhập từ trồng đào của toàn xã năm nay sẽ đạt khoảng 25 tỷ đồng. Với điều kiện thời tiết lạnh như hiện tại và trong những ngày tới không có nắng ấm, thì hoa đào sẽ bung nở đúng dịp Tết Nguyên Đán.